Hello, chào anh ạ. Mua máy chơi game thì chán rồi. Đó, thì ngày hôm nay có một cái đơn hàng đóng gói rất là đẹp. Đơn hàng này thì nhìn thì các bác biết đây là đơn hàng từ Việt Nam. Và đây là một chiếc máy điện thoại cũng như là một chiếc máy chơi game luôn, hay còn gọi là gaming phone. Có tên là Redmi K40 Gaming các bác nhé. Đó, thì em mua ở trên Shopee ấy. Thì cái này em mua một thẻ ứng dụng, nhưng nhờ thằng em thì nó tẩy cái tên ở trên này đi để cho đỡ bị lộ thông tin. Thì nó lại xóa mất cái tên máy này rồi đó. Thì ở hiện tại là giá ở trên này nó không đồng, bởi vì em mua bằng thẻ tín dụng nên là nó sẽ báo là không đồng. Nhưng mà thực tế thì giá của sản phẩm này rất là rẻ. Em mua hẳn bản cấu hình cao nhất là 12 GB, bộ trong 128 GB, màu đen, mà em mua đâu có hơn 8 triệu 8 triệu 3 84 đấy. Đây ở trên, nếu các bác lên ở trên cái máy mà em đang quay phim, nó là cái máy điện thoại mà cài cái phần mềm Shopee ấy, thế nên là không xem đơn hàng. Còn cái đơn hàng cái điện thoại này này để em mượn ở thằng của em ấy, thì nếu mà các bác tìm trên Shopee K40 Gaming thì rất là nhiều và giá rất là rẻ luôn. Đó, thì em mua hình như là 8 triệu 350, này giống hình như là em mua ở cái nhà này thì phải này. Đây nha, nó có nhiều cái phiên bản là 6128 8128, và 12 GB 128. Đó, thì em chọn cái màu đen này, thì em nhớ không nhầm là cũng khoảng 8 triệu 384, cả tiền vận chuyển ở đây khoảng hơn 8 triệu 4 một chút thì phải. Nó có một cái phiên bản đặc biệt nữa mà em lùng không được, đó là cái phiên bản mà có hình Lý Tử Long ấy, là bản 12 GB và 26 GB, em lùng không có. Thế nên em đành phải mua cái bản màu đen này, nhưng không sao cả, miễn là mua và bóc hộp cho bác xem thử xem là điện thoại 8 triệu mấy mua trên Shopee nữa như nào nhá. Thì em thanh toán trước bằng thẻ ứng dụng. Đó, thì khi nhận được hàng thì nó là không đồng và cũng không cần phải kiểm tra cả, bởi vì Shopee người ta không cho phép kiểm tra. Mà khi nếu mà bóc ra một cái vấn đề đó thì hoàn đơn là xong, mà em cũng hoàn mấy đơn rồi, mua ở Trung Quốc hoàn mấy đơn rồi đều hoàn thành và người ta đã trả lại tiền cho em, bởi vì mua chẳng phải lỗi là hoàn được. Đó, thì bây giờ em sẽ mở cái siêu hộp đấy nhá. Đó, cái hộp thì nguyên như này thôi. Đó, bạn nhìn nhá, hộp thì rất là nguyên như này. Đó, và bây giờ em sẽ mở nhá. Đây là một chiếc điện thoại gaming phone K40 Gaming. Đó. Nếu các bác nào đang tò mò muốn mua hay cân nhắc ấy, thì có thể là xem clip của em, bởi vì là cái sản phẩm này thì được biết là nó sử dụng chip của MediaTek Dynamatic cái gì 1200 gì đó. Và anh em trên mạng có một số người nói thì là nó không dùng được Google, nhưng có một người số người nói thì nó vẫn dùng được Google bình thường. Và ngày hôm nay thì em mua kiểm chứng và dùng Google và chơi game của nó xem như nào nhé. Đó, các bác có nhìn thấy em mở rồi. Đó, trên hộp là Redmi K40 này. Phiên bản gaming phone thì cái hộp nó sẽ là như thế này. Còn em được biết là nếu mà K40 thì cái K40 của Redmi ấy, thì nó chỉ bán nội địa tại thị trường Trung Quốc thôi. Còn nếu mà xuất sang bản quốc tế ấy, thì em được biết là ví dụ như K40 thường ấy, thì nó sẽ là Poco F3. Còn K40 Gaming này thì là Poco F3 GT, được bán thị trường Ấn Độ phải, em có thể hiểu qua rồi. Hiện tại cái sản phẩm này thì ngày xưa có một số bác ở trên mạng nói là không cần dùng Google, bởi vì là chip MediaTek Google nó không hỗ trợ. Một số bác thì cũng nói là cập nhật lên thì nó dùng được. Đó, còn đấy em thấy có cái bản Poco F3 GT rồi thì em nghĩ là sau này khả năng là sau này sẽ có tiếng Việt khi nó bán chính thức cái bản GT ra, thì sẽ cài tiếng Việt, hiện tại bây giờ không có. Đó, thì mở hộp ra đơn giản thôi. Đây, đóng gói rất cẩn thận nhé, mà đấy, nó đơn giản này thôi. Đây, xem nào, vận chuyển xem có bị móp méo gì không. Không bị móp méo gì, và là hàng nguyên siêu luôn nhá, em mua mới nguyên siêu luôn. Thì em có yêu cầu là để nguyên siêu cho em, không phải bóc, không phải cài gì cả. Thì họ có nói là em có chat với người ta, em có nói là có dùng Google hay không thì họ bảo dùng được, nếu mà muốn cài Google thì họ bóc họ cài luôn. Thì em bảo thôi để nguyên sim, em về em sẽ tự mày mò em cài. Và em xem một clip có một bác ở trên này, bác hướng dẫn là cài được thật. Đó, bây giờ em tí em sẽ thử cài xem như nào nhé. Đây này, đó, nguyên sim hộp như này. Ở phía bên này thì cũng sẽ có là gaming phone này, game phone này, bạn nhìn chữ game phone nhá. Cái này thì có hỗ trợ âm thanh của UBL luôn. Đó, hai red audio này, trên này có chữ fighting up về phía mặt trên luôn, chỗ này mở này lên. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, cái hộp ở đây, đây là K40 12 GB, 128 GB bộ trong đó các bạn em, sản xuất vào tháng 6 năm 2021 này, mà bây giờ mới chỉ là tháng 7 thôi, rất là sớm. Đóng gói tháng 6 năm 2021 mà hiện tại bây giờ tháng 7 đã nhận được ở Việt Nam rồi, đúng không? Đó, cái này chỉ bán nội địa Trung Quốc thôi nha. Đấy, bây giờ em sẽ mở siêu nhá. Siêu thì cũng đơn giản thôi. Đặt cái này, đặt cho nó đẹp, đúng không? Đó. Kéo ra thì nó sẽ có một dòng chữ là hai initiating. Mở tiếp này.
Ok. Game start. Powered by Redmi. À, giữ Trung Quốc rồi. À. Đó, Redmi. Đây là máy K40 gaming này. Ai. Báo nhà, đây là máy K40 gaming màu đen. Ok, còn viên trong bọc như này. Đó. Đây có phiên bản màu vàng lý long rất là đẹp. Nhưng phiên bản này thực sự ở Việt Nam không đặt ở đâu được. Em hỏi một số cửa hàng, cả cái Shopee hay là cửa hàng mà gần nhà em ấy, thì đều không còn, không ở đâu còn cái bản phiên bản lý long cả. À, có thấy không? Rất là đẹp nha. Đó. À đây, đây là cái nút chơi game này. Nút chơi game phụ này. Đó, giống như một số máy chơi game. Nó có nút R với nút L, nút trái với nút phải để chơi game. Đó, là cái này thì là đóng. Không được mà gạt tay lên thì nó sẽ mở lên. Ok, mở nguồn nhá. Trước tiên thì cho nó khởi động, em sẽ xem là bên trong phụ kiện nó có gồm những cái gì. Đúng không? Đó. Ở trong này nó có một cái hộp này. Đó, trong cái hộp này là cái gì nào? Xem nào. À, trong này nó có một ốp lưng. Nó có một ốp lưng. Nó mới có một ốp lưng trong suốt. Ok, bảo vệ được máy. Lắp vào luôn. Đó, một ốp lưng này. À, cái này là giấy bảo hành à? Đúng rồi, đây là giấy bảo hành bằng tiếng Trung thôi. Đó, có thể ghi thông tin vào đây. Đó, ghi tên đây. Ok. Phía dưới này là cái gì này? À, đây có một cái củ sạc. Ồ, củ sạc màu vàng. Củ sạc màu vàng luôn. 67W. Ghi đây là 67W. Đó. Củ sạc 67W sạc nhanh luôn. 5V 3A. 5V đến 20V. 3.25A 67W là max. Đó, là sạc siêu nhanh luôn. À, một sợi dây cáp màu vàng luôn. Một sợi dây cáp USB Type-C à? Ồ, cái dây xịn đấy. Dây này không phải dây thẳng đuột đâu nhé. Dây này như này này. Đó, USB Type-C này. Đây, để cắm vào đây. Ờ, thì lúc chơi game này không sẽ thấy bị vướng. Đúng đúng rồi. Đó là này hay ạ. Đây, lúc chơi game như này này. Nếu mà thẳng ra thì bị hơi bị vướng một tí. Nếu mà chơi như này thì sẽ không bị vướng. Ok. Dây khá hay, vừa sạc vừa chơi là được. USB C màu vàng luôn nhé. Đó, phụ kiện này nó không có tai nghe đâu. Nó chỉ có một củ sạc, một cáp sạc này. Một cái ốp lưng, lắp đây rồi, đó, không tai nghe. Ok, bây giờ khởi động lên luôn rồi nhé. Chọn nào, đó, thì ngôn ngữ khởi động ban đầu thì cái này em được biết rồi. Bên bán hàng người ta nói rồi. Thì chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh thôi. Đó, cái này không biết là của nước nào. Đó, kiểu như mấy nước... mấy nước kiểu như khu tự trị của Trung Quốc à, hay là mấy nước Tây Á ấy, nó chữ như này. Nhưng mà thôi, cứ vào cái tiếng Anh đã, bởi vì mình biết mỗi ngày thôi. Đó. Ok, kết nối wifi để vào, nhưng thôi bỏ qua đi. Ok. Qua nào. Bỏ hết. Rồi, giao diện ở đây này. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ có tiếng tiếng Trung thôi. Không có Google Play, không Google gì cả luôn. Đó, cái này thì cài dễ thôi. À, các bạn nhìn nhá. Bộ trong 128GB này. Đó, bộ trong 128GB RAM 12GB này. K40 gaming này. CPU là 8 nhân. Mắc là 3.0GHz. Đó. 1/5/2021 là phiên bản phần mềm. 12.5.6 luôn. Ok, cài Google thì đơn giản thôi, kết nối Wi-Fi và cài Google. Ok, kết nối Wi-Fi rồi thì cài Google thì đơn giản thôi, em sẽ lên trên mạng em xem luôn, nó rất là dễ. Đây, vào Wi-Fi. Sau đó tìm cái bỏ qua cái này đi. Cái này nó yêu cầu mình cài một số ứng dụng của Trung Quốc nên thôi bỏ qua. Đó nhé, vào lại cái Get App của Xiaomi này. Đó, ngài ghi là cái này là Safe Play đi. À, Google Play. Google này. Play này. Đó, nó có luôn ở trên này này. Đây, Google Play này. Đó, thì ở Update. Update thôi là xong. Đó, thì em được biết ấy. Em có thể hiểu qua với em cái này phải nói cho các bác biết. Bởi vì sợ nhiều bác là mua với cái phiên bản sản xuất cũ hơn ấy. Thì nó sẽ không có cái này đâu.
Đây này, có một bác nào ở trên mạng có nói luôn là cái phiên bản hiện tại của em đang là 12.5.6, thì từ 12.5.5 trở lên nó mới bắt đầu cho các bác cài Google. Thế nên bác nào mà mua và hiện tại là phiên bản phía là 12.5.1 hay là phiên bản thấp hơn ấy, thì các bác up lên nhé, 12.5.6 là chúng ta cài Google bình thường, chỉ cần update phát là vào Google này. Đó, bây giờ em sẽ đăng nhập Google và tải thử cái PUBG về nhé. Em chơi thử bởi vì là em chỉ biết chơi cái đấy thôi, chứ còn cái liên quân hay liên minh tốc chiến ấy thì em không biết chơi. Ở trên YouTube chắc có nhiều bác làm chơi đấy rồi. Đó, thì em sẽ chơi thử cái PUBG xem thế nào. Đó, xong cái PUBG nhá, nó cũng đào nhanh thôi. Bản đào trên server đây có hơn 700 MB, với cả đào trên đấy là có tầm 500 MB nữa. Đó, đào rất là nhanh. Và chơi ở đây. Đó, thì bây giờ là chỉnh cấu hình này cho mẹ nó hết đi. À, chưa có UHD này. Ô, ta chỉ để chỉnh được HDR thôi. Ok. Đó, cho độ sáng một tí này. Ok này. Đó, các bạn nhìn đấy ạ. Máy này là máy gaming phone đấy. Thành ra chơi game sẽ rất là mượt. Có cái khó ở đây này, bởi vì là cái nút này nhé, không phải là cứ ấn ra là chúng ta có thể sử dụng được ngay đâu, mà chúng ta phải gắn nút. Đó, nó không như máy chơi game bình thường mà chúng ta phải gắn nút. Thì em có không ai hướng dẫn cả, nhưng em có tìm hiểu qua ấy, thì khi gạt cái nút lên nó có một cái thanh nhỏ nhỏ ở góc này này. Đó, xem ở trên tự tìm hiểu sẽ nhìn thấy thôi. Đó, gạt nó sang. Đó, đấy là cái chế độ gọi là game turbo của những chiếc máy gaming phone của Xiaomi. Đó, thì bây giờ gắn nút bằng cách rất là đơn giản thôi. Thì vào cái phần đây. Đó, vào cái phần này để chỉnh tự chỉnh cái nút nha. Đây. Đó, thì bây giờ nó có sự R và L ở đây. Đó, cho chúng ta chỉnh. Thì bây giờ là chúng ta sẽ bật cái giao diện điều khiển của cái game lên. Và chúng ta bật này một quả nhé, bật cái giao diện điều khiển của cái game lên. Vào cái gì nhỉ? Đây. Này. Đó, sau đó bắt đầu gạt này ra. Chọn cái điều khiển này. Đây, chọn cái nút này nhé. Em sẽ chọn nút này là nút bên này này. Nó sẽ là nút bắn nha. Ok, nút bên này này. Em sẽ chọn nó là nút nút gì nhỉ? Nút ngắm. Đấy, nút ngắm đây nhé. Đó. Chọn xong thì nó xếp vào. Đó. Thì bây giờ nó sẽ xong. À. Ok. Ok, nhảy nhé. Nhảy đấy. Đó. Máy chuyên game, chơi game rất là mượt luôn, RAM 12GB, thoải mái tác vụ linh tinh luôn. Đó, các bạn thấy không? Nếu các bác nào đang có nhu cầu mà không cần mua một chiếc máy chơi game mà chỉ cần mua một chiếc và phải có cả điện thoại, quá, có nghĩa là không phải mua một chiếc máy chơi game cầm tay mà các bác đang cần một chiếc điện thoại có chức năng chơi game ngon, thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm đáng lựa chọn với mức giá dưới 10 triệu. Bởi vì gaming phone hiện tại có rất là nhiều chiếc, ví dụ như ROG Phone hay là Blackshot cũng có ở Xiaomi luôn, hay là Red Magic, là những chiếc máy đấy thì bắt buộc là phải bỏ rất là nhiều tiền, trên 10 triệu, phải 15 triệu chúng ta mới mua được. Nhưng bây giờ chúng ta có rất dễ dàng, chúng ta có thể mua được một chiếc K40 Gaming với mức giá chỉ có tầm bao nhiêu các bạn nhỉ, em mua là hơn 8 triệu mà bản RAM 12GB luôn. Đó, bản RAM 12GB luôn mà có hơn 8 triệu. Đó, mà chơi game rất là ngon rồi đó, các bạn nhìn thấy nha. À, đây, nút bắn rồi này. Đó, các bạn nhìn nha, cái này. Đó, rồi ngắm này, bắn này. Đó, con này rất là nhạy. Ok. Chơi thử thế này. Hình như ngoài có địch. Có bước chân này. Ôi, Láo quá. Vẫn còn địch. Đây. À, hơi ngoài. Đâu nhỉ? Có nút chơi rất sướng luôn. Phải nói là chơi bằng nút game rất sướng luôn. Chắc mấy con bây giờ chỉ là bot thôi, chứ không phải là người. Bắn hơi dở. Em phải chơi trò này thì em bắn không dở lắm đâu, chẳng có ai biết chơi một tí đâu. Thôi như mua này về sẽ luyện trò này. Đó. Đặt thêm băng đạn.
Chơi game nó lại còn có một cái nữa, đó là cái khả năng mà làm mát máy rất là tốt, và khi mà nó giới thiệu, CPU nó giới thiệu ở đây nó khả năng tản nhiệt ra những cái khe này thì phải này. Đó. Mà không biết là đây là có phải không? À đây là khe loa đấy nhỉ. Còn như RG Phone thì nó sẽ có khả năng tản nhiệt. Mà cái này thì không biết làm, nhưng mà em chơi từ nãy giờ thì không thấy nó nóng lắm. Đây bỏ ốp này xem nào. Ok, máy rất là mát nha. Có đẹp chưa? Có đẹp chưa? Có đẹp chưa? Hẹt sọt luôn. Đó. Rất là hay. Nó chơi cái nút là sướng phết đấy. Không biết là chơi cái nút này liệu có bị phóng quy nhỉ? Một số bác bảo là chơi bằng nút ấy thì là nó không không công bằng, nó không công bằng với một số người chơi khác. Khi mà người ta chỉ chơi bằng bằng gì bằng ôi đây có địch này. Khi mà người ta chỉ chơi bằng bằng màn hình thì mình lại có nút phụ để mình chơi. Nhưng không sao, cái điện thoại có tích hợp là tại vì mình không chơi đúng không, cứ chơi thôi. Thật sự em chơi đang rất là cuốn. Mà thôi, nói video đây thôi, chơi lâu quá là thời lượng video quá dài. Đó, ngày hôm nay thì em chỉ muốn là em review một cái sản phẩm máy điện thoại có thể chơi game được, K40 Gaming, đến cho các bác xem. Thì em mua sản phẩm này ở trên Shopee với giá chỉ có hơn 8 triệu thôi, hơn 8 triệu tư một chút. Nếu bác nào đang có nhu cầu cần mua sản phẩm này mà cần hỏi kỹ hơn thì qua cơ hội ở dưới video này em sẽ trả lời luôn nhé, bởi vì em đang dùng qua em thấy khá là hay, mới dùng thôi, còn lại là trải nghiệm của em sẽ vài ngày nữa em sẽ thông báo cho các bác. Thì máy này thực sự là em thấy rất là đẹp. Đầu tiên là em cảm giác rất là đẹp, nút bấm rất là sướng đó, và cái điều đặc biệt là chắc chắn là Xiaomi rồi, em đã từng dùng rất là nhiều rồi, rất là bền. Máy Xiaomi thực sự là rất là bền, cảm giác là bền hơn những chiếc Samsung. Mặc dù em đang dùng máy chính của em, nó là chiếc là Samsung Galaxy Note 10 Plus, nhưng mà chiếc Galaxy Note 10 Plus thì đã bị gì à? Bị hỏng màn hình rồi, bị hỏng cảm ứng rồi, hỏng cảm ứng một 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 đường rồi. Và còn những chiếc Xiaomi mà em mua cho bạn em, ví dụ như K20 Pro thằng của bạn nó dùng ấy, thì hoặc là một số cái như là Note 8 hay là Note 9 em từng làm clip ấy, thì rất là bền nhé, rất là bền, mà thậm chí là vỡ màng thay thế linh kiện nó rất là rẻ. Đấy là cái điều đặc biệt của Xiaomi. Thế là bác nào cần mua một chiếc gaming phone với mức giá tầm dưới 10 triệu thì các bác có thể lựa chọn sản phẩm Black, các sản phẩm Camui Gaming này. Ví dụ như Black Shark thì cũng ok, dưới 10 triệu có thể mua được bản RAM 6GB, nhưng mà RAM 6GB thì không thể so sánh được với RAM 12GB thôi. Còn nếu mà Black Shark mua RAM 12GB thì rất là đắt. Đó, thì nếu mà mua Camui Gaming thì nên mua cái sản phẩm, à nếu nếu mua tầm dưới 10 triệu nên mua sản phẩm Camui Gaming này với mức giá là hơn 8 triệu thôi, mà RAM lại 12GB, bộ trong là 128, thoải mái là cài game rồi, mà chức năng các thứ thì gần như là tương tự Black Shark. Tiếp mỗi cái là giá như nó sử dụng chip Snapdragon 870 như K40 hoặc là Snapdragon 865 thôi cũng được, chứ còn nếu mà cả chip MediaTek thì nghe nói cũng ngon, nhưng mà nó không có cảm giác là tin tưởng những chiếc dùng Snap đúng không. Đó, thì cái máy này thì hôm nay em mua về review và như vậy thôi. Bác nào mà có nhu cầu mua thì có comment dưới video nhé, em sẽ gửi link cho. Và dùng chán thì con này em sẽ thanh lý, cái này thì em không tặng đâu, thanh lý thì các bác cứ theo dõi fanpage, là bác nào mà kiểu cái tương tác nhiều em sẽ thanh lý giá rẻ cho. Ok nha, cảm ơn các bác xem clip, chào tạm biệt các bác.